Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại nghe chuyện Ma Nhường kể. Thì kênh của mình chuyên kể những cái câu chuyện tâm linh. Bạn nào mà có những câu chuyện tâm linh, những cái câu chuyện ma muốn cho mình kể lại để chia sẻ cho mọi người cùng lắng nghe thì có thể gửi qua cho mình qua số điện thoại hoặc là Gmail mình để trên màn hình đó nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe qua tới cái tập 153. Câu chuyện hôm nay là nói về hai vợ chồng này. Cái người chồng đó thì vũ phu, thường xuyên kiếm chuyện, la gầy đánh đập vợ con. Cho tới nỗi là một cái ngày hôm đó làm cho cái người vợ uất ức quá, đang mang thai mà phải uống thuốc gầy tự tử, rồi cái linh hồn nó không được siêu thoát mấy bạn. Rồi cứ bà đây nè, cứ lẩn quẩn ở cái nhà đó, cứ hiện về đòi mạng của cái ông chồng, giết của ông chồng chịu không nổi cũng phải thắt cổ tự tử luôn. Thì thật hư câu chuyện ra làm sao, mời mấy bạn cùng lắng nghe qua cái tập 153 ngày hôm nay nha. Đây là một cái câu chuyện của một cái bạn nữ ở Đồng Tháp. Thì cái câu chuyện này do bà nội của bạn đã kể lại cho gia đình và cho con cháu của bạn nghe. Thì cái câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá là lâu rồi mấy bạn, cũng gần 30 năm về trước rồi. Cái chuyện này đó thì đã xảy ra ở ngay trong xóm của bà nội ngày xưa luôn. Bà nội nói rằng đó nha, hồi cái thời điểm đó, gần nhà ông bà nội, cách nhà bà nội có vài căn thôi, thì có nhà của ông bà ba. Vợ chồng của ông bà ba là nhỏ tuổi hơn ông bà nội rất là nhiều. Ông ba đó thì làm ruộng, bà ba thì buôn bán ở ngoài chợ mấy bạn. Tính tình của ông ba này á, ổng rất là cục xúc, gia trưởng, hay quạ quọ cao có với bà ba dữ lắm. Còn bà ba đó, bà là do là cái người buôn bán mà, cũng hòa đồng, vui vẻ, hoạt bát với mọi người dữ lắm. Mà ông ba đó thì cứ hay thường xuyên kiếm chuyện ghen tuông, chửi rủa vợ của mình. Nhiều khi đó nha, ổng đánh bà ba rất là dữ luôn. Nhiều khi bà ba đi bán về trễ mấy bạn, ổng về ổng ghen tuông. Ổng nói rằng đó là bà ba đi theo trai, bán xong rồi hẹn hò với trai, bởi vì không có về nhà, không có nấu cơm nấu nước đúng giờ cho ông ăn. Rồi xong rồi đó là nhào vô đánh bà ba tới tấp hết trơn. Mà do nhà gần mé sông mấy bạn, nhiều khi ổng đánh quá, nhà gần mé sông nữa, ổng lôi bà ba ra, ổng xô xuống sông vậy đó. Thì hàng xóm láng giềng ở đó, người ta cũng thấy, người ta cũng can ngăn, khuyên ngăn rất là nhiều. Những cái người lớn, người ta mới nói, mày ở nhà ba, mày cứ làm vậy hoài. Trong khi đó là con ba nó hiền quá trời, nó dân buôn bán, nhiều khi nó vui vẻ hoạt bát, nó nói chuyện với người này người kia là chuyện bình thường. Chứ hồi nào giờ mà thấy nó có làm vậy đâu, nó có bậy bạ vậy đâu à, mà mày cứ ghen tuông, mày đánh đập nó hoài. Rồi mai mốt đó, rồi nó chịu không nổi, nó bỏ mày luôn, rồi tới đó mày hối hận. Thì cái lúc đó ông ba ông cũng gật gật đầu. Nhưng mà sau đó thì cũng tính nào tặc né mấy bạn, cứ kiếm chuyện, chửi rủa, đánh đập bà ba liên tục vậy đó. Thì cho tới một cái thời gian sau, cái lúc này bà ba mang thai. Thì khi bà ba mang thai đó, bà ba cũng bị ốm nghén bởi cái mùi cá tanh này nọ mấy bạn. Thì cái thời điểm đó là tầm khoảng 3 tháng. Cái bữa đó ông ba cũng rủ bạn bè về nhà để mà bày ra nhậu nhẹt. Trong những cái người mà nhậu nhẹt đó thì có một cái ông, ông xách theo một cái bịch cá. Ông ba cũng đem bịch cá nè vô đưa cho bà ba, kêu bà làm cá đi mấy bạn, để mà làm mồi nhậu đem lên cho mấy ông nhậu. Nhưng mà do là bà ba bị ngán mà, bà nghe cái mùi cá sống nó tanh quá, bà không có chịu được. Thành ra là bà đổ cá ra rổ, bà mới kêu ông ba xuống, mới nhờ ông ba rằng á, anh bây giờ đó anh làm cái mớ cá này giùm em đi, rồi em nấu em bưng lên cho. Thì cái lúc bà ba nói như vậy, ông mới nổi xung thiên ông lên. Ông nói rằng đó là bà ba coi thường bạn của ông, cho nên á, ông lấy nguyên cái gỗ cá đó, ông úp lên đầu của bà ba mấy bạn. Rồi sau đó đó là nhào vô đánh bà ba tới tấp hết trơn. Thì cái lúc này những cái người bạn mà lại nhậu đó, hàng xóm láng giềng, người ta nghe thấy cái tiếng la của bà ba, người ta cũng chạy xuống chạy lại can ngăn quá trời. Nhưng mà hôm đó không biết làm sao, ổng làm dữ quá trời, ổng hung hăng, ổng làm cái kiểu á như là muốn ăn tươi nuốt sống bà ba vậy đó. Cho tới tối ngày hôm đó, chắc á là do bà ba kiểu như nghĩ uất hận quá đi, bà chịu không nổi nữa, là ngay cái đêm đó bà ba bà lấy thuốc trầy, bà ra phía sau bà uống, bà tự dẫn luôn mấy bạn. Tới tận sáng ngày hôm sau mọi người mới phát hiện được. Thì cái lúc này bà ba bà mất rồi. Xong rồi ông ba cũng làm đám tang, cũng chôn cất vợ mình. Thì lúc này trong xóm đó, người ta cũng nghĩ ông này ổng hối hận rồi. Nhưng mà không mấy bạn, chỉ vài tuần sau thôi là ông này đã dẫn một cái người phụ nữ khác về cái nhà đó để mà ở mấy bạn. Nhưng mà cái người phụ nữ đó thì cũng không có biết đó nha, là có thấy gì hay là không. Nhưng mà tầm khoảng một tháng mấy, hai tháng sau là cái bà đó ở không được, bà bỏ đi. Vài tuần sau ổng cũng lại rước một cái người khác về nữa, mà ở cũng được có vài tuần à, là cái bà thứ hai đó cũng bỏ đi luôn mấy bạn. Thì hàng xóm người ta không có nghe nói gì, cũng không có biết á, là những cái cô đó có thấy hồn ma của bà ba hay không. Nhưng mà là không ai ở được hết trơn á. Người nào mà về với ổng thì cũng nghe cái tiếng chửi rủa đánh nhau mà 5-6 bà liền đó mấy bạn. Thì cho tới cái bà cuối cùng, bà này đó thì bà tên là Thắm.
khi mà ông ba rước bà này về thì hai người ở với nhau khá là lâu nha. Rồi cũng có nghe cái tiếng cãi lộn, cự lộn. Nhưng mà ban đầu bà thấm bà giấu, bà không có kể cho ai nghe hết trơn á. Cho tới một cái ngày hôm đó, bữa đó đó là bà đi ăn dỗ. Cái lúc bà đi, bà cũng kêu ông ba đi chung với mình. Mà ông ba đó thì ổng không có chịu đi. Ông kêu bà đi đi, chút xíu bà về đó, rồi bà xin đồ ăn về cho tôi ăn. Thì lúc này bà thấm bà đi có một mình nè. Cho tới cái lúc chiều, bà thấm về, bà mở cửa nhà vô, bà la quá trời luôn. Thì mọi người chạy vô mới thấy ông ba này nè, ổng đã thắt cổ tự vẫn rồi mấy bạn. Xong rồi mọi người cũng gỡ ổng xuống. Bà thắm đó thì cũng làm đám tang. Trong cái đám tang, bà thắm có kể lại cho mọi người nghe. Bà nói từ hồi nào tới giờ ổng kêu tôi giấu, nhưng mà bữa nay nè ổng cũng mất rồi, thôi tôi cũng kể cho mọi người nghe luôn. Là trong cái thời gian mà tôi sinh sống với ổng, là coi như cái bà ba vợ cũ của ổng đó là về hoài luôn. Nhiều lúc á là về giữa đêm vậy đó, xong rồi đứng ở ngoài đập cửa. Bà kêu rằng á, thằng ba đâu, mày ra đây, mày ra đây, mày ác lắm, mày ác lắm, mày phải chết mày biết không. Mà bà về bà cứ đập cửa hoài luôn. Ổng á thì cũng trấn an, kêu đừng có sợ. Rồi cũng có nhiều lúc tôi ngủ trưa, ổng thì ổng đi ruộng, đang ngủ tự nhiên nghe tiếng khóc que 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 của con nít vậy đó. Mà cái tiếng này y chang như là nó nằm kế bên mình nó khóc. Thành ra tôi mới giật mình, tôi nhìn qua bên hông đó thì tôi thấy có một cái người đàn bà đang ôm con mà đứng ở sát bên cái chỗ tôi nằm. Đầu tóc á thì bù xù, quần áo á thì rách rưới dữ lắm, mặt mày á thì trắng bệch à, mà nhìn ghê dữ lắm kìa, mà cứ đứng ở đó vậy đó. Cái lúc đó tôi sợ quá, tôi tính á là ngồi dậy chạy ra ngoài, nhưng mà cái lúc này tôi nhận thấy mình không thể nào ngồi dậy được. Mình mẩy á thì cứng ngắc, tay chân không nhúc nhích cục kịch gì được hết, nhìn chăm chăm vô bả vậy đó. Xong rồi bả mới kêu rằng á nha, Thắm ơi, sao mày dại quá, mày dại quá Thắm ơi, mày lấy nó làm gì, mày ở với nó làm gì, mai mốt đó rồi nó cũng đánh mày y như là đánh tao vậy đó. Thôi mày đi với tao đi, mày đi với tao đi cho vui Thắm ơi. Cái cười hí 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 lên. Bà Thắm bà nói bà sợ quá mà bà không dùng dãy được, thành ra bà mới nhắm mắt lại bà niệm Phật. Thì khi bà niệm Phật được một hồi đó nha, thì cái lúc đó bà nghe thấy cái tiếng bà nói bên tai đó. Tại vì lúc này bà Thắm bà nhắm mắt lại rồi đâu có thấy gì, thì nghe cái tiếng nói bên tai đó, mày niệm Phật hả Thắm, mày niệm Phật hả. Xong rồi cái lúc này bà Thắm bà mới cảm nhận được là bà kéo cái chân của bà Thắm. Xong rồi á bà thấy nha, khi bà Thắm mở mắt ra là thấy là bà ba đó bà giục cái đứa con qua một bên rồi, mà hai cái tay nắm cái chân của bà Thắm ghị 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 vậy đó, mà vừa ghị vừa nói á, mày đừng có niệm Phật nữa, mày đi theo tao đi, mày đi theo tao đi. Rồi cười hí 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 rồi mấy bạn. Mà cứ như vậy, xong rồi bà này á thì bà sợ quá, bà cũng cố gắng dãy dụa. Thì cái lúc đó mai sao ông ba ông về, ông ba ông mới thấy là bà Thắm nè dãy dụa như vậy, ổng cũng chạy là ổng kêu. Thì lúc đó bà mới giật mình. Sau đó bà cũng kể lại cho ổng nghe, ổng cũng trấn an, mà cũng rất nhiều lần bà ba về kêu ông ba mày ác lắm, mày chết đi, mày ác lắm, mày chết đi. Bà cũng kêu nhiều lần như vậy. Thì hôm nay thấy ông ba thắt cổ vậy, bà cũng sợ quá. Thì khi mà chôn cất ông ba xong thì bà này bà cũng sợ quá, bà không có dám ở đó nữa, bà sợ là ở đó tiếp thì bà ba về kiếm mình. Rồi bà cũng bán nhà, bà đi nơi khác mấy bạn. Thì cái căn nhà của ông bà ba này đã bán lại cho một cái cặp vợ chồng và một đứa con. Ông chồng á tên là Hoàng. Ông Hoàng này khi mà về thì hàng xóm láng giềng người ta cũng kể lại cái chuyện ông bà ba cho ông Hoàng này nghe. Thì khi mà vợ chồng ông Hoàng nghe xong đó mấy bạn, hai người không sợ, hai người á lại thấy thương cho bà ba. Thành ra hai người này cũng hay cúng lắm, cứ một tháng là cúng hai lần cho bà ba. Rồi sau đó nhà của ông Hoàng này làm ăn bắt đầu lên mấy bạn, có tiền sửa sang nhà cửa, rồi mua sắm đồ đạc đồ rất là nhiều. Tại vì cái lúc hai người mua nhà về thì không có được khá giả, nhưng mà sau khi ở đây một thời gian bắt đầu mua đồ, mua sắm đồ đạc nhìn khang trang dữ lắm kìa. Nhưng mà tầm khoảng chừng 1-2 năm sau là tự nhiên cái ông Hoàng này, cái tính tình của ông đang bình thường, rất là hiền luôn, rất là thương vợ, thương con. Nhưng mà tự nhiên sau này nha, ông lại thay đổi tính tình mấy bạn. Cái tính của ông lại cọc cằn, xong rồi hay kiếm chuyện, rồi đánh đập vợ con của mình. Thì cái lúc đó bà vợ của ông Hoàng đó, bà mới cảm thấy sao mà chồng của mình lạ quá. Trong khi hồi xưa giờ, chồng của mình rất là đàng hoàng, thương vợ, thương con, mà hiền vậy đó. Ông không bao giờ nhậu nhẹt, mà sau cái thời gian gần đây, ông cứ rượu chè, be bét. Mỗi lần nhậu nhẹt về là đánh đập vợ con. Cho nên á là bà vợ ông Hoàng cũng đi kể lại cho những cái người trong xóm nghe. Thì người ta mới nói ông Hoàng bây giờ nè, y chang như là cái tính của ông ba ngày xưa vậy đó, là cứ kiếm chuyện đánh đập vợ con.
Cho nên bây giờ là hai vợ chồng đi coi thầy thử còn sao. Vợ ông Hoàng lúc này là không có đi coi thầy Pháp các bạn, mà đi lên chùa. Khi lên chùa thì vợ ông Hoàng cũng kể lại cho cái người sư trụ trì nghe. Thì sư mới dặn dò rằng đó là bây giờ con về, con kêu nó lên đây nè, nhất định là làm cách nào dụ nó lên đây cho bằng được. Lúc đó bà về, bà cũng nói: hôm qua đó là tôi nằm, tôi gặp ác mộng ông ơi. Thôi bữa nay nè, ông chở tôi lên chùa đi ông Hoàng. Chứ bây giờ là tôi bất an, tôi lo lắng ở trong người quá, tôi nhức đầu nữa. Ông chở tôi lên chùa đi. Thì ban đầu ổng không chịu đi mấy bạn. Thì sau đó do vợ ổng năn nỉ hoài, bây giờ ông chở tôi đi đi, chứ giờ tôi cũng biết làm sao chứ. Thôi ông làm chồng tôi đó, thì ông cố gắng ông chở tôi đi đi. Thì cũng năn nỉ quá trời, ổng mới thấy vậy ổng đưa bà đi. Nhưng mà cái lúc đi lên chùa mấy bạn, thì ông này ổng lại không có chịu đi vô. Ổng đứng ở ngoài cổng chùa đó, nó tới chùa rồi đó, bà đi vô đi. Rồi tôi đứng ở đây nè, tôi đợi bà. Rồi từ nào bà đi xong đó, ra tôi đây tôi chở bà về. Thì cái lúc này ổng đứng ở ngoài, bà vợ đó thì mới đi vô, mới nói với sư trụ trì rằng là bây giờ chồng con đưa con lên đây mà ổng không có dám vô, bây giờ con làm gì hả sư? Thì cái lúc này sư mới đi ra cổng, sư nói rằng á là lỡ đi lên tới đây rồi, thôi anh đi vô đi. Thì tự nhiên cái lúc này ông Hoàng ổng mới chịu đi vô mấy bạn. Khi mà đi vô rồi, ổng ngồi ngay chánh điện mà cái mặt ổng cứ gục xuống vậy nè. Sư mới lại, sư ngồi trước mặt ổng, sư hỏi: sao tự nhiên theo ông ta, sao tự nhiên con theo ông ta vậy? Thì cái lúc này cái vong của bà ba đã nhập vô ông Hoàng rồi, mới nói rằng á nha, ngước lên nói vậy nè: vợ chồng của anh Hoàng đó về nhà của con mà không có sợ con, còn cúng cho con nữa, cho nên ha con cũng cảm động lắm, con phù hộ cho làm ăn. Rồi sau đó đó là con thấy anh Hoàng nè, ảnh thương vợ thương con quá, tính tình của anh hiền quá, thành ra là con thương ảnh, thành ra bây giờ là con muốn bắt ảnh để mà theo, để cho con của con đó là có cha. Nói vậy mấy bạn, thì cái người sư lúc này mới khuyên rằng, nói con làm vậy đó là không có được, người ta cũng có vợ có con rồi, con làm vậy đó là tạo nghiệp dữ lắm. Thôi bây giờ con ở chùa, con tu đi, rồi sư hướng dẫn cho con tu, rồi để mà con nhanh được siêu thoát nha. Thì sư cũng năn nỉ rất là nhiều, bà mới gật đầu, bà đồng ý mấy bạn. Xong rồi bà cũng hứa là ở lại chùa tu. Thì xong rồi hai vợ chồng ông Hoàng này cũng đi về. Cũng được một thời gian sau thì ông Hoàng cũng trở lại bình thường, không còn nhậu nhẹt, chửi mắng, đánh đập vợ con gì nữa hết. Nhưng mà được có một thời gian hả mấy bạn, tầm khoảng chừng 3-4 tháng sau thì ổng lại tiếp tục. Mà cái kỳ này ổng lại dữ dằn hơn xưa, ổng nhậu nhiều hơn xưa, ổng đánh đập hành hạ vợ con nhiều hơn xưa nữa. Thì cái lúc đó là vợ của ông Hoàng mới qua bên nhà của nội, mới khóc với bà nội quá trời luôn. Thì bà nội mới nói rằng đó, không chừng cái lần trước nó lên chùa, bây giờ nó về rồi, thành ra bây giờ nó muốn bắt chồng em nữa. Thôi bây giờ em đi thầy đi, chỉ biết một cái bà thầy ở Lấp Giò Đồng Tháp nè, em đi thử còn sao. Thì cái lúc đó bà nội của bạn này đã chỉ cho vợ của ông Hoàng đi xuống bà nội đó. Thì bà thầy mới kêu rằng để bà lên nhà bà coi. Thì khi mà bà thầy lên nhà của ông ba bà ba này nè mấy bạn, thì cái lúc mà lên nhà đó thì ông Hoàng ổng không có chịu ra gặp, ổng cứ ở trong buồng, ổng trốn ở trong đó. Xong rồi bà thầy mới đứng ở ngoài phòng khách, mà bà nói rằng đó, bây giờ mày có ra không, mày mà không ra đó nha thì mày đừng có trách tao là làm cái biện pháp mạnh với mày nha, mày ra không. Thì lúc này ông Hoàng đó ổng mới mở cửa bước ra, mà cái mặt á thì gặp mặt xuống. Thì bà thầy mới hỏi rằng đó nha, sao mà tao nghe nói mày lên chùa rồi mà mày không chịu ở trên chùa mày tu đi, mà bây giờ mày về đây mày phá thêm người ta dữ vậy. Thì cái lúc này đó nha, ông Hoàng này ổng mới ngước mặt lên, ổng nói rằng đó, tôi á là tôi tính ở chùa tu, mà tôi nghĩ tôi thương ảnh cho nên tôi mới về, tôi mới theo ảnh tiếp đó, tôi bắt ảnh theo để mà làm chồng tôi, làm cha cho con của tôi. Thì bà thầy mới kêu rằng á là thôi bây giờ mày đi đi, chứ mày chết á thì cũng lâu lắm rồi, mày theo người ta vậy đó là mày tạo nghiệp đó, bây giờ mày đi không. Thì ban đầu cũng không chịu đi mấy bạn. Thì sau đó bà thầy bà đứng dậy, bà lấy ở trong vỏ của bà ra một cái cây roi, mà nội kể đó nha, cái cây roi này là để đánh trâu ngày xưa mấy bạn. Thì bà thầy bà không có đánh trực tiếp vào trong cái người của ông Hoàng, mà bà lại đánh ở ngoài không khí đó, bà quơ 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 ở ngoài không khí đó mấy bạn. Thì sau đó ông Hoàng đó, ông mới quỳ xuống, ông chắp tay mới nói: thôi 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 đừng có đánh nữa, tôi đau lắm, tôi đau lắm, đừng đánh nữa, tha cho tôi đi. Thì bà thầy bảo mới hỏi rằng á, mày chịu đi không? Thì lại lắc đầu không chịu đi, thôi 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 tôi không đi đâu, tôi không đi đâu, tôi thương ảnh rồi, tôi theo ảnh à, tôi bắt ảnh theo để sau này ảnh làm cha cho con tôi, nhất quyết là không đi mấy bạn. Thì sau đó bà đã đánh tiếp, bà đánh một hồi sau thì cái lúc này ông Hoàng đó ổng mới ngã xuống, ổng té ổng xỉu luôn mấy bạn. Xong rồi bà thầy mới lấy ra một cái hũ, bà mới đẩy cái nắp hũ đó lại, xong rồi bà cũng vẽ một cái lá bùa, bà dán lên trên cái hũ đó. Thì bà nói là
là do cái vong này nè, dữ quá, nó lì quá. Thành ra mình khuyên không có được. Mình khuyên nó hứa nó đi, nhưng mà thật sự đó là nó không có đi. Một thời gian sau nó cũng về, nó quậy tiếp. Bây giờ chỉ còn cách đó là bắt nó vô hũ rồi niêm phong nó lại. Thôi bây giờ tôi đem nó về để mà dạy dỗ giáo huấn nó từ từ. Thì sau đó đó là ông Hoàng ông mới trở lại bình thường tới tận bây giờ luôn mấy bạn. Thì đây là cái câu chuyện do bà nội của cái bạn này đã kể lại cho bạn nghe. Thì nghe xong câu chuyện này đó mấy bạn, mình cũng vừa thương mà vừa tội. Kiểu như cái ông ba này thì ổng quá ác, mà bà ba này thì lúc còn sống bà quá là đáng thương mấy bạn. Nhưng mà cái lúc mà do bà chết, bà uất hận quá, bà không có siêu thoát được mà lại mang chữa nữa. Thì sau này thấy một cái người đàn ông như ông Hoàng này nè, thương vợ thương con quá, thành ra từ từ bà đem lòng bà thương, rồi bà muốn cho con của mình có một cái đứa con nữa, thành ra muốn bắt ông này đi. Rồi cuối cùng á nha, lại bị cái bà thầy bắt bỏ vô cái hũ như vậy. Thì tính ra cũng khá là tội nghiệp bà ba này ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay mấy bạn. Tiếp theo là một cái câu chuyện do một cái bạn này là chính thân bạn này đã trải qua luôn. Cái chuyện này xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước rồi mấy bạn. Bạn kể rằng nha, cách đây hơn 10 năm, thời điểm đó thì bạn này mới học xong lớp 12 Thì do nhà kinh tế khó khăn đơn chiếc, thành ra bạn này cũng không có điều kiện để mà tiếp tục đi học. Cho nên bạn quyết định là đi làm để mà kiếm tiền phụ giúp gia đình của mình mấy bạn. Thì cái bạn nữ này có một cái người cô. Cô của bạn đó thì làm việc tại một cái cửa hàng giày ở quận Phú Nhuận. Thì cái chỗ bán giày này, người ta đó thì làm khá là lớn, có nhiều chi nhánh ở nhiều quận huyện khác nhau dữ lắm. Mà cô đó thì làm quản lý ở cái quận Phú Nhuận này. Thành ra là bạn cũng điện cho cô của mình, nhờ cô này nè là xin cái người chủ đó là cho bạn cùng với lại một cái người chị ở trong xóm, hai người này chơi thân thiết với nhau đó, cho hai chị em lên làm chung với cô. Thì lúc đó là cô cũng xin cái người chủ, thì cái người chủ cũng đồng ý mấy bạn. Thì hai chị em lúc này cũng khăn gói lên Sài Gòn đi làm. Hai đứa đó thì đã được nhận vào làm nhân viên bán hàng, một đứa thì làm nhân viên thu ngân. Thì bạn này nói rằng đó nha, cái ngày mà đi lên, lúc đó là trời cũng tối rồi, thành ra là hai đứa cũng lên lầu nghỉ ngơi luôn, là qua ngày hôm sau là sẽ bắt đầu học việc và bắt đầu làm chính thức luôn đó. Thì cái cửa hàng giày này khá là lớn, nó có tới 5 tầng lầu. Cái tầng trệt ở dưới là chỉ để buôn bán giày, giày nam, giày nữ có đủ hết mấy bạn. Cái tầng 1 ở trên á thì có phòng của chủ nè, phòng em của người chủ, phòng máy tính, phòng kho. Lên trên tầng 2 nữa thì có phòng của hai đứa con gái và con trai của cô chủ này. Lên trên tầng 3 thì là phòng ngủ của nhân viên nữ. Chỗ này đó thì người ta bao ăn ở luôn mấy bạn. Lên trên tầng 4 đó là cái tầng mà để mà làm bếp nấu ăn. Tầng 5 là phòng ngủ của nhân viên nam, gọi trên nữa thì là sân thượng để phê đồ. Thì cái lúc lên do trời tối rồi, thành ra là cũng lên trên ngủ nghỉ luôn. Thì bạn nói rằng cái đêm đầu tiên là hai chị em ngủ ở đây hoàn toàn bình thường, không có thấy hay là gặp cái gì hết, và ngủ khá là thoải mái tại vì có cô ở đây nữa. Cho tới cái ngày thứ hai buổi sáng đó thì ở đây người ta mở cửa là từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối là đóng cửa. Mỗi ngày thì nghỉ trưa 2 tiếng đồng hồ nha. Bạn nói rằng sáng hôm đó thì hai chị em cũng mới xuống làm việc, làm cho tới 4 giờ mấy thì mới xong. Thì thay vì hai đứa sẽ lên nghỉ, nhưng mà bạn này đó thì không có lên nghỉ, mà bạn lại đi cùng với cô của mình là đi ra ngoài chợ mua vài cái thứ linh tinh để mà vật dụng để xài đó. Tại vì ở đây cũng có nhiều nhân viên khác nữa. Cái chị mà đi chung với bạn này là chị ở lại chỉ nghỉ ngơi, cái chị dưới quê lên chung đó. Thì khi mà lên nằm nghỉ đó, là mấy bạn nghĩ coi, cái phòng ngủ của nhân viên nữ thì cái phòng á nó có hai cái giường tầng, nó có tivi, tủ quần áo đầy đủ tiện nghi hết trơn, thoải mái vậy lắm. Thì do đó là chị này lên trên phòng này có một mình nè, mà chị đó thì ngủ ở trên cái tầng 2 của cái giường, bạn này đó thì cũng ngủ ở trên tầng 2 của cái giường bên kia. Thì cái lúc mà chị lên, chị mới leo lên trên cái tầng của chị để mà chị nằm nghỉ ngơi. Do là nguyên ngày làm cũng mệt mỏi rồi, thành ra chị nằm có chút xíu là chị thiêu thiêu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Một hồi cái chị chở mình, thì trong cái lúc chị chở mình thì chị cũng có mở mắt ra, tại vì do chưa ngủ sâu mà mở mắt ra chở mình mấy bạn. Thì khi mà chị mở mắt ra đó nha, là chị thấy rõ ràng là có một cái người. Cái người này là một cái người đàn bà đang ngồi ở trên cái giường tầng 2 ở bên đây, là cái chỗ của bạn này nằm. Bà này bà ngồi ở trên cái tầng đó mà đưa hai cái chân lòng thòng xuống, còn đưa qua đưa lại nữa. Trong cái lúc mà chị thấy cái người đó đó, là chị này cũng chưa kịp phản ứng gì hết trơn, thì cái bà này bà đã bay một cái dèo từ bên cái giường bên kia, bay cái dèo qua bên giường mình chị này luôn. Xong rồi bà mới nhảy lên trên người của chị, lật cái người của chị ra. Thành ra lúc đó đó là chị nằm ngửa. Lúc này bà ngồi lên trên cái bụng của chị nha. Mà chị nói rằng chị thấy rõ ràng cái gương mặt của bà rất là kinh dị. Cái gương mặt đó nó rất là xanh luôn, xanh lè xanh lét.
mà hai cái gân nanh á nó dài thòn ra các bạn. Tóc tai á thì bù xù dữ lắm kìa. Bà ta mới đè chị rồi bóp cổ của chị, vừa bóp cổ mà vừa hét lên cực kỳ. Bà nói rằng nha, mày ở đâu, mày ở đâu lại đây, ai cho mày nằm đây, ai cho mày ở đây, tao bóp cho mày chết. Mà vừa chửi mà vừa bóp cổ của chị này vậy đó mấy bạn. Trời, lúc đó chị này chỉ nói chị sợ quá trời, mà chị không thể phản ứng, không thể chống cự gì được hết. Người ngợm á là cứng ngắc luôn. Do sợ quá mà cũng không có ai, không biết phải làm sao, chị mới nhắm mắt lại cố gắng niệm Phật. Thì sau một hồi niệm Phật là bắt đầu cái bà đó đó bà biến mất tiêu luôn. Lúc này chị mới nhảy xuống đất liền luôn, ngồi khóc quá trời khóc. Thì cái lúc đó cũng 6 giờ mấy 7 giờ tối rồi, bạn này với lại cô đó cũng bắt đầu đi về. Cái lúc mà về thấy chị này ngồi khóc vậy đó, chị đang kể lại cái câu chuyện mà mình thấy mới nãy cho bạn này nghe. Chị nói bây giờ chị sợ quá là không có dám làm nữa, mới xin phép cái cô chủ đó là cho về quê đi, là chị về liền luôn, chứ bây giờ ám ảnh sợ hãi quá không dám ở lại. Thì do lúc đó trời cũng tối rồi, thành ra mọi người mới nói rằng thôi có gì ngủ ở đây thêm một đêm mới đi, để sáng đó rồi hãy đi về. Nhưng mà chị này á là chị sợ quá trời, mặt mày xanh lè xanh lét hết trơn rồi, hoảng loạn các bạn. Thành ra đó là cô chủ thấy vậy là cô chủ cũng đã cho tiền của chị để mà chị đi về xe luôn, cũng cho người chở ra bến xe để mà về liền trong đêm luôn đó. Thì sau khi mà xảy ra cái chuyện đó mấy bạn, là bạn này cũng nghe cái chị đó kể, bạn cũng bắt đầu hơi sợ sợ. Nhưng mà do bản thân của bạn chưa có trực tiếp thấy, với lại ở chỗ này cũng có cô ruột của bạn nữa, thành ra là bạn này cũng không có nghĩ, bạn ở lại đây bạn làm tiếp với cô của mình, tại vì có cô mà cũng thoải mái cũng dễ chịu. Thì trong cái thời gian làm sau này là bạn không có thấy gì hết nha, ngủ nghe cũng rất là im ấm bình thường, rồi cũng quen với lại mấy cái chị làm chung nữa, vui vẻ vậy lắm. Nhưng mà sau khoảng một thời gian thì cô mới xin nghỉ để mà đi về quê luôn. Thì cái ngày mà cô về quê đó thì đúng cái ngày là bạn nhìn thấy đầu tiên luôn. Bạn nói buổi sáng là cô về quê thì bạn cũng làm cho tới chiều 4 giờ mấy, thì lúc này bạn cũng mệt quá, thành ra bạn mới đi lên lầu để mà bạn nghỉ ngơi. Bạn nghỉ ngơi chút xíu à, thì bạn lên cũng có một mình bạn à. Bạn lên thì bạn cũng không có leo lên cái giường tầng của mình nằm, mà bạn nằm ở dưới cái nệm. Thì ngay chỗ cái nệm này là đối diện có một cái tủ tivi mấy bạn. Kế bên cái tủ tivi là cái cửa ra vào, mà cái cửa này đó nó dạng cái cửa kính, cũng có cái màn để mà che nha. Nhưng mà do mở quạt thành ra gió thổi đó, cái màn nó bay lên. Thi thoảng mình cũng nhìn ra ngoài, mình thấy cầu thang đồ, nếu mà ai đi lên đi qua đi lại thì mình cũng có thể thấy được. Thì bạn nói rằng đó nha, khi mà bạn lên, bạn nằm ở trên cái niệm đó, sau một hồi bạn cũng liêm diêm bạn ngủ đi. Thì cái lúc thiêm thiếp đó, mơ mơ màng màng với bạn, bạn mới nghe thấy cái tiếng động. Khi mà nghe bạn cũng hí hí ra, bạn mở coi là cái gì, hí hí thôi, là bạn nhìn ra ngoài cái cửa kính đó, thì bạn thấy có một cái người mặc áo trắng đi ở phía ngoài cái cầu thang đó. Bạn nghĩ là mấy anh chị khác làm thôi, tại vì ở đây nè cũng có phòng ngủ của nam ở trên lầu nữa, bạn cứ nghĩ người khác người ta đi thôi. Mà bạn thấy cái người đó lại gồm mở cái cửa phòng nghỉ của nhân viên nữ bước vô phòng. Thì khi bạn thấy rằng cái người này bước vô phòng lại đứng gần bạn, bạn cũng hí hí, bạn chưa có mở mắt lớn ra nhìn đâu, thì bạn thấy đó là một cái đứa con gái tầm khoảng 8-9 tuổi à. Khi bạn nhìn thấy nó đó, bạn cứ nghĩ nó là con cô chủ, tại vì cô chủ cũng có một đứa con gái tầm khoảng tuổi đó. Bình thường hai chị em cũng chơi thân với nhau lắm, lúc đó bạn cứ nghĩ là con bé đó thôi. Nhưng một hồi nó đứng, nó kêu bạn: chị ơi, chị xuống chơi với em, xuống chơi với em đi, em buồn quá chị ơi, xuống chơi với em nè. Mà cái vọng nó lạnh lẽo vang vọng dữ lắm. Bạn này cứ nghĩ là con bà chủ mà, bạn nói thôi chị không chơi đâu, chị làm mệt quá à, sáng giờ rồi, cho chị nghỉ ngơi chút xíu đi, gần hồi chị dậy chị chơi với em. Mà con bé này nó không đi, nó đứng nó kêu hoài vậy đó: chị ơi, chị dậy đi, dậy đi xuống chơi với em đi, em với đó có một mình nè, em buồn quá chị ơi, xuống chơi với em đi. Mà nó kêu mà cái giọng của nó âm vang rất là kỳ, y chang như là từ cái xứ sở nào nó vọng về vậy đó. Mà nó đứng nó kêu hoài, thành ra bạn này cũng quạo quá, nhưng mà nghĩ nó là con cô chủ mà, thôi có gì mình thức mình chơi nó chút xíu. Thành ra là bạn mới mở con mắt của mình ra. Thì khi bạn mở mắt ra đó nha, là bạn thấy lạ một cái này nè, là cái lúc đó chắc là nó đứng khuất hay sao á, thành ra bạn không thấy cái chân. Theo cái phản xạ thì bạn thấy cái phần trên của nó thôi. Thì bạn thấy rằng nó mặc một cái váy màu trắng, bạn thấy cái tai của nó lòi ra, da của nó trắng vậy lắm. Mà lạ một cái đó nha, cái mặt của nó bạn nhìn hoài là không có rõ được, cái gương mặt của nó cứ mờ mờ ảo ảo làm sao đó, bạn không thể nào nhìn rõ được. Mà từ cái cần cổ cho xuống là bạn thấy cực kỳ rõ, mà bạn không thấy được cái chân thôi. Bạn thấy lạ quá, bạn mới suy nghĩ: ủa sao bữa nay con bé này nhìn kỳ vậy ta, sao mình nhìn không thấy được cái mặt nó rõ trời,
Không lẽ mình mới ngủ mơ mơ màng màng rồi mình qua mắt ta? Thành ra bạn mới đưa cái tay lên, bạn nói rằng đó em kéo chị dậy coi. Bạn kêu vậy đó, em kéo chị dậy coi. Thì lúc này nó mới chụp nó, thì lúc này nó mới chụp cái tay của nó vô cái tay của bạn, nó mới cúi xuống để mà nó kéo bạn lên. Thì khi mà nó cúi xuống nha, bạn nói rằng khi mà nó cúi xuống từ từ đó nha, là cái mặt của nó bắt đầu bự 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 ra. Mà tao nói nó phình một hồi á, là còn bự hơn cái mâm nữa bạn. Nó bự chà bá lửa luôn. Bạn này nhìn thấy vậy mà đang chụp vô cái tay bạn rồi, mà cái tay lạnh tanh nè. Thì khi bạn thấy vậy bạn mới hết hồn, tại vì thấy cái mặt gì mà phình bự bự to vậy, dần dần như cái mâm vậy đó. Xong rồi bạn mới sợ quá, bạn mới giật cái tay bạn kéo ra. Thì khi bạn giật được cái tay ra thì nó mới biến mất tiêu mấy bạn. Cái lúc đó nè, bạn này ngồi bật dậy đổ mồ hôi quá trời luôn, mới chạy xuống dưới. Thì chưa có dám kể cho ai nghe hết trơn á. Sau khi mà buôn bán đồ xong hết, tới 8 giờ đóng cửa nghỉ, thì mấy chị mới đi lên, bạn mới kể lại cho mấy chị nghe. Thì mấy chị nghe xong đó, mấy chị cũng nói rằng trời ơi, ở đây đó là ai cũng bị đè hết trơn á. Kể cả mấy ông con trai cũng bị, tại vì bạn này có một cái người chú ruột cũng bị luôn, cũng thấy luôn. Tại vì mọi người cũng không có kể lại cho bạn này nghe. Mấy chị mới kể lại đó, hồi xưa đó ở đây là cái khách sạn, có nhiều vong ở đây dữ lắm. Khi mà dọn vô đây nè, cũng có mời thầy về để mà đưa cái mấy cái vong đó đi, nhưng mà mấy người đó không có điệu đi. Thì bây giờ còn hai cái vong của hai mẹ con. Cái người mẹ lúc đó đó là mang thai rồi thắt cổ ở đây. Bởi vậy mọi người mới nói đó, cái đứa bé mà bạn nhìn thấy đó là con của cái người hàng xóm đó. Thì khi mà nghe xong bạn này cũng sợ quá trời. Qua ngày hôm sau bạn cũng hỏi chú, thì chú cũng nói có một lần đó là chú cũng đi nhậu, nhưng mà do ở đây nè người ta đâu có cho nhậu, nhưng mà chú thì trốn đi nhậu tới 3 giờ sáng thì chú mới về. Thì khi mà chú đi về, chú cũng đi cái cây cầu thang ở phía bên kia. Thì chú nói đang đi lên vậy đó, tự nhiên nhìn qua cái cầu thang bên kia, tại vì có hai cầu thang song song với bạn cái nhà đó, thì chú thấy rõ ràng có một cái người đàn bà, mà cái bà này đang lướt lên cầu thang, mà chú không nhìn thấy cái chân. Chú sợ quá, chú chạy dèo dèo chạy lên. Thì mấy anh con trai khác cũng kể nha, là ở trên lầu, mấy anh cũng thường xuyên ngủ ở trên giường. Lúc ngủ đó thì thấy mình nằm ở trên giường, mình lên giường mình nằm, nhưng mà lúc thức đó là thấy bị ghim xuống đất rồi. Thì nói chung ở đây nè, có rất là nhiều chuyện mọi người cũng từng thấy. Thì khi bạn này nghe bạn cũng sợ, nhưng mà do bạn làm ở đây bạn cũng có tiền, bạn cũng không có muốn nghỉ mấy bạn. Bạn cũng điện thoại về nói với mẹ của bạn, thì mẹ cũng có thỉnh bùa cho bạn đeo rồi cũng gửi lên cho bạn, rồi kêu á là bỏ vô trong cái gói nằm. Thì bạn này cũng ngủ là êm ấm, không có thấy gì nữa hết. Nhưng mà có một cái đó, nếu bạn nằm trên giường của bạn thì bạn ngủ ngon cái lắm, mà bạn nằm ở dưới niệm đó làm như cái chỗ ông ta hay sao mấy bạn. Khi bạn nằm ở dưới niệm đó nha, là bạn luôn có cái cảm giác, cái niệm ở dưới sàn đó, bạn luôn có cảm giác mệt mỏi, khó chịu, quể quả lắm, giống như là bị đè vậy đó. Thì bạn làm ở đây cũng một thời gian rồi cũng nghỉ luôn. Thì đây là cái câu chuyện của một cái bạn nữ này đã kể lại ha mấy bạn. Và bây giờ đó thì mình cũng đã kể xong cái tập 153 rồi. Mấy bạn nghe chuyện thấy hay có thể cho mình một like hoặc là comment cảm xúc của mình ở bên dưới ha. Và mấy bạn nhớ là nên nghe chuyện mà mình kể trước khi đi ngủ nha. Chúc mấy bạn nghe chuyện vui vẻ.